Alo. Dương Bích Tuyền, sao em cứ mãi u sầu ủ rượu? Nghĩa là em vẫn còn thương nhớ nhị sư ca. Phải làm sao quên được, cũng như anh, làm sao quên được tâm sự một người lỡ cuộc đi bơ vơ trong bến giăng đợi đò xưa. Đại sư ca đừng nói nữa, dân đó là nỗi thầm lặng xót xa mà tôi không bao giờ hận. Cách vậy thì Lý Hồng Miên đừng dội trách tôi là một kẻ vô tình. Tôi đã yêu và đang khổ lụy điên mình. Nhìn giờ mấy lâu nay chợt tỉnh ra thì mong mẹ đã tan rồi. Tôi lỗi tôi đi vào trong mưa bão như một tên hành khách lạc lòi cô độc, không biết nơi đâu là quán trọ của linh hồn. Quay về xưa gió tiết tiếp tục cuộc đời mình.